Hạnh phúc lan xa, duyên tìm bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Con cái người di dân so với trẻ em khác càng có thể hiểu được sự khác biệt giữa các văn hóa. Hội Sái Trân Châu tổ chức cuộc thi sáng tác dành cho con em người di dân, thế giới trong gia đình em. Năm nay đã là năm thứ 3 rồi, trong tác phẩm của các em, mọi người càng có thể hiểu được văn hóa của người di dân và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúng ta cùng đến xem. Hội Sái Trân Châu liên tiếp trong 3 năm tổ chức các cuộc thi sáng tác văn chương hội họa dành cho con em người di dân mới. Năng lượng sáng tác của các con em người di dân mỗi lần đều làm cho giám khảo vô cùng kinh ngạc. Có thể chỉ là cuộc sống gia đình đơn giản, cũng có thể là cảnh tượng nhìn thấy được khi cùng mẹ trở về quê nhà đã nói lên được sự đa văn hóa làm thế nào là ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các em. Khi trở về nước nè, vì phải ngồi xe lửa đường dài nè, buổi sáng sớm thì mở mắt ra thì nhìn thấy, thì ra đồng ruộng ở Việt Nam lại đẹp và tươi mát như vậy. Hoặc giả như nói là người thân ở một đất nước khác đó, sống ở sàn nhà gỗ trên cây cao, tất cả đều là những kinh nghiệm mà rất là mới mẻ. Những tác phẩm hội họa đầy ý vị tuổi thơ là những cảm động ngây thơ nhất, cũng làm cho mọi người mở ra một tầm nhìn mới. Con em đời sau của người di dân ngôn ngữ cũng có sự tiến bộ rõ rệt, đồng thời cũng có thể cởi mở tấm lòng, dũng cảm kể về câu chuyện của mẹ mình. Tôi cảm thấy hầu như các tác phẩm của mỗi em thực sự đều làm cho chúng ta có thể nhìn thấy một sức sống tuyệt vời. Mặt khác còn nhìn thấy được người mẹ trong quá trình đã cố gắng như vậy, thực ra cũng thấy được ngoài sự hết lòng của họ ra, cũng thấy được nhiều điều rất thú vị. Thông qua hội họa và sáng tác, con cái người di dân hết lòng gieo rắc tài hoa nghệ thuật và sức tưởng tượng, cũng thể hiện người di dân đã hòa nhập vào trong cuộc sống đa văn hóa ở Đài Loan.